Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. Kinh tế vững, khuyến mại nhiều, bán xe hơi tăng. Từ, tin từ Detroit cho thấy là kỹ nghệ xe hơi, báo cáo doanh số bán xe tháng 3 tăng bằng sức đẩy của tiềm năng kinh tế vững mạnh và các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Cổ phiếu của các công ty xe hơi tại Detroit đã tăng với tin này. General Motors ghi nhận là doanh số bán xe mới tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Fiat Chrysler tăng 14%. Trong năm qua thì doanh số bán xe giảm 2% sau khi ghi kỷ lục bán 17.55 triệu xe trong năm 2016. Biên bản của GM cho thấy doanh số tăng với tỷ lệ hàng chục với mọi kiểu xe đặc biệt là mạnh với xe pick-up và xe SUV thưa quý vị. Tin từ Washington DC cho thấy là một người bị đánh vì nói ủng hộ ông Trump. Tin từ Washington cho thấy cảnh sát thủ đô xác nhận tin là một phụ nữ đã cảm là cảm tình viên của Tổng thống Trump, đã bị đánh bên ngoài nhà hàng Surfside tại địa phận thủ đô Washington, DC hồi 1 giờ sáng ngày 16 tháng 3. Cảnh sát phổ biến video trong lúc tìm kiếm nghi can hành hung là hai phụ nữ. Chi nhánh của Fox News đưa tin, nạn nhân phụ nữ báo cáo cảnh sát rằng bà ta trò chuyện với hai người phụ nữ và một người đàn ông cùng đi với họ. Bà bị hành hung sau khi tuyên bố ủng hộ Trump. Tin cảnh sát cho hay bà tự lái xe tới bệnh viện Suburban ở Bethesda của Maryland để chữa thương. Cảnh sát treo giải thưởng 100.000 Mỹ Kim để biết 1.000 Mỹ Kim để biết danh tính của hai phụ nữ trong video thưa quý vị. Tổng thống Trump sẽ dùng quân đội bảo vệ biên giới. Tin từ Washington cho hay là Tổng thống Trump tuyên bố với các nhà báo tại Tòa Bạch Ốc sẽ dùng binh lực để bảo vệ biên giới phía Nam cho tới khi dựng được bức tường biên giới và thiết lập an ninh thích hợp. Ông khẳng định đã thảo luận vấn đề với Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis theo tường thuật của Reuters. Chúng ta có những lực rất xấu đối với biên giới và chúng ta sẽ làm điều đó. Tôi đã nói chuyện này với tướng Mattis rồi. Chúng ta sẽ làm điều gì đó bằng quân sự. Theo ông Trump cho biết tại tòa Bạch Ốc, ngồi bên cạnh là Bộ trưởng Quốc phòng tại cuộc họp với các lãnh đạo của các quốc gia vùng Baltic đang thăm viếng Hoa Kỳ. Cho đến khi nào chúng ta có bức tường và có an ninh đúng thì chúng ta sẽ bảo vệ được biên giới của chúng ta bằng quân đội. Đó là một bước tiến lớn. Chúng ta thực sự đã không làm được trước đây hay chắc chắn là không là được tốt như thế trước đây. Vẫn chưa biết rõ là ông Trump muốn gì qua phát biểu đó hay là lý do gì cho việc điều động quân đội Hoa Kỳ để kiểm soát hay là ngay cả đóng biên giới ở thời điểm khi mà một số người vượt biên bất hợp pháp bị cắt giảm đã giảm xuống thấp nhất kể từ năm 1971. Thường thì luật cấm quân đội thực hiện các chức năng thực thị luật quốc nội như là bắt người ở biên giới, những nhưng các tổng thống trước đã điều động vệ binh quốc gia để hoạt động trong vai trò hậu thuẫn tại biên giới với Mexico. Cựu Tổng thống Obama đã đưa 1.200 quân trong năm 2010 và cựu Tổng thống George W. Bush đã điều động 6.000 quân vào năm 2006. Các thống đốc tiểu bang cũng làm như vậy khi đối diện với làn sóng người vượt biên vào Hoa Kỳ quá lớn. Thưa quý vị. Các thẻ tín dụng như là Visa, Mastercard, and then American Express và Discover sẽ không đòi khách hàng ký tên khi thanh toán thẻ. Thưa quý vị. Khoảng đầu tháng 4 2018, chợ một số nguồn tin cho biết là bốn thương hiệu thẻ tín dụng phổ biến nhất thế giới bao gồm Visa, Mastercard, American Express và Discover sẽ đồng loạt không yêu cầu khách hàng phải ký tên khi thanh toán bằng thẻ tín dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2018. Hai thương hiệu Visa và Mastercard hiện chỉ áp dụng chính sách không cần ký tên tại thị trường Bắc Mỹ, trong khi thương hiệu thẻ American Express đã áp dụng trên phạm vi toàn cầu. Ký tên là một biện pháp chứng thực đơn giản để các đơn vị bán hàng, ngân hàng biết được người mua hàng là chủ sở hữu chiếc thẻ, làm biện pháp bảo vệ khỏi việc đánh cắp thẻ và dùng nó để đi mua hàng trái phép. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng phát triển, phương thức bảo mật bằng chữ ký đã tỏ ra kém hiệu quả và trở nên rườm ra cho khách hàng. Hiện Visa và Mastercard đã chấp nhận không cần ký tên với các chủ thẻ tại Bắc Mỹ. Thẻ Visa giới hạn hơn khi là yêu cầu vẫn phải ký tên với thẻ từ, chỉ bỏ thủ tục với thẻ chip. Còn American Express thông báo đã áp dụng trên phạm vi toàn cầu, các thương hiệu thẻ khác như là JCB, UnionPay chưa đưa ra thông báo, nhìn chung thì nhiều ngân hàng và thương hiệu thẻ cũng đã bắt đầu kết hợp với hãng điện thoại để đưa phương pháp thanh toán bằng điện thoại phổ biến hơn. Về bảo mật rõ ràng nó an toàn hơn là quẹt thẻ rất nhiều lần, người dùng chỉ cần đưa điện thoại lại gần máy POS để thanh toán thưa quý vị. Zuckerberg sắp ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ. Mark Zuckerberg là giám đốc điều hành của Facebook Inc sẽ ra điều trần trước một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ về việc sử dụng sai mục đích dữ liệu của khách hàng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho biết ngày 4 tháng 4, ông Zuckerberg sẽ xuất hiện trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 4. Facebook bị chỉ trích trong những tuần gần đây sau khi có Thông tin tiết lộ cho biết là công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump đã truy cập vào dữ liệu cá nhân của 50 triệu người sử dụng Facebook. Hồi tháng 3, Facebook cho biết đã đình chỉ các tài khoản của Cambridge Analytica và công ty mẹ và đã thuê các chuyên viên điều tra mạng để tìm điều tra xem liệu là Cambridge Analytica có còn có các dữ liệu này hay không. Facebook cũng cho biết là vào thời điểm điều tra, tất cả các ứng dụng đã tiếp cận được với một số lượng lớn dữ liệu trước khi công ty thay đổi nền tảng vào năm 2014. Công ty sẽ hạn chế hơn nữa việc truy cập dữ liệu của các lập trình viên và tung ra một công cụ để người dùng dễ dàng vô hiệu quá việc truy cập vào dữ liệu của họ bằng các ứng dụng. Cũng trong tháng 3, Zuckerberg cho biết ông sẽ ra điều trần trước Quốc hội, nhưng từ chối lời mời của các nhà lập pháp Anh để đến giải thích cho Ủy ban Nghị viện nước này về chuyện gì đã xảy ra. Công ty công nghệ đang phải đối mặt với áp lực, phải làm nhiều hơn nữa, cả trong việc bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng lẫn ngăn chặn cuộc chiến thông tin trên nền tảng mạng xã hội này. Hồi tháng 2, 13 công dân Nga đã bị truy tố về việc sử dụng Facebook và các trang mạng xã hội khác để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, thì Facebook thông báo đã gỡ bỏ hàng trăm tài khoản và các trang liên kết với tổ chức nghiên cứu Internet có trụ sở tại Nga bao gồm các nhà hoạt động giả và các bài viết về chính trị trong chiến dịch bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng cảnh giác Nga sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 bằng cách sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền. Kể từ ngày 16 tháng 3, khi tin tức về Cambridge Analytica bị tiết lộ, cổ phiếu của Facebook đã giảm dần 18%, chứng khoán giảm 2,7% vào ngày thứ Tư. Hai ủy ban khác của Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu Mark Zuckerberg xuất hiện. Một phát ngôn viên của Facebook cho biết là các cuộc trao đổi với các ủy ban khác vẫn đang tiếp diễn thưa quý vị. Hung thủ xả súng từng tâm sự bị YouTube ức hiếp và hận công ty này. Người phụ nữ đã nổ súng tại trụ sở của YouTube tại California làm ba người bị thương trước khi tự sát, được cho là đã bị YouTube ức hiếp và từng nói với các thân nhân rằng cô hận công ty này. AP vẫn dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết vào ngày 4 tháng 4, các nhà điều tra thông tin là Nassim Adam cố tình nhắm vào ba nạn nhân khi cô rút khẩu súng lục và bắn hàng loạt đạn vào sân trụ sở chính của YouTube ở phía nam San Francisco hôm thứ Ba. Tuy nhiên, một giới chức công lực am hiểu cuộc điều tra nói với AP rằng Adam đã có một cuộc tranh cãi kéo dài với công ty. Theo lời viên chức giấu tên này, Adam sử dụng tên là Nassim Saab trên mạng Trang web có tên này từng lên án chính sách của YouTube và cho biết công ty này đã cố gắng chặn những người tạo nội dung. Abdam hận YouTube và nổi giận vì công ty đã ngừng trả tiền cho những video mà cô đăng trên YouTube. AP dẫn lời bố cô là Ismail Abdam nói với Bay Area News Group. Hôm thứ Hai, ông Ismail đã gọi báo cảnh sát về việc con gái mất tích sau khi cô không trả lời điện thoại trong 2 ngày và cảnh báo rằng cô có thể đi đến YouTube. Cảnh sát ở Mountain View, các trụ sở của YouTube khoảng 48 km, đã tìm thấy cô ngủ trong xe tại một bãi đậu xe vào khoảng 2 giờ ngày thứ Ba, nhưng để cô đi sau khi cô từ chối trả lời câu hỏi của họ. Phát ngôn viên cảnh sát Katie Nelson nói Adam không có biểu hiệu đe dọa bản thân hay là người khác. Bà Nelson không cho biết liệu cảnh sát đã có được cảnh báo rằng Adam có thể đã đi tới trụ sở của YouTube hay không. Theo phát ngôn viên của bệnh viện Đa khoa San Francisco, một người đàn ông 36 tuổi, một trong số các nạn nhân, đang trong tình trạng nguy kịch, một phụ nữ 32 tuổi đang trong tình trạng nghiêm trọng và một phụ nữ 27 tuổi đang trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị. hãng phát triển Pokemon Go phải trả người chơi 1.6 triệu đô la. Tin từ San Francisco cho thấy là Niantic là hãng phát triển trò chơi Pokemon Go đã sẽ trả gần 1.6 triệu Mỹ Kim để dàn xếp vụ kiện tập thể. Liên quan đến việc chương trình Pokemon Go Fest diễn ra năm ngoái bị thất bại, khiến 20.000 người tham dự buộc phải ra về sớm. Pokemon Go Fest là sự kiện công cộng đầu tiên của Niantic nhằm kỷ niệm một năm công bố trò chơi. Chương trình thu hút sự chú ý của hàng chục ngàn game thủ thế giới và 20.000 vé giá 20 Mỹ Kim đã được bán hết trong vòng chưa tới 10 phút. Nhiều người từ nhiều tiểu bang khác không ngại đường xa đã bay tới Chicago, Illinois để tham dự sự kiện này. Vé cũng được rao bán tên thị trường chợ đen với mức giá cao gấp nhiều lần. Tuy nhiên, sự kiện Pokemon Go Fest 2017 lại là một thất bại lớn khi đường truyền Internet liên tục trục trặc và trò chơi cũng bị đứng khi sự kiện diễn ra. Sau thất bại này, Niantic đổ lỗi cho hệ thống mạng bị tắc nghẽn và đề nghị trả lại tiền vé cho người chơi, tặng mỗi người chơi 100 mỹ kim tiền ảo trong game và cho người chơi một số con Pokemon hiếm. Tuy nhiên, nhiều người không hài lòng về đề nghị này và đã khởi kiện. Theo hồ sơ tòa án thì Niantic nay đồng ý trả 1.57 triệu mỹ kim để bồi thường các chi phí như là tiền vé, chi phí di chuyển, tiền khách sạn, tiền thuê xe, phí đậu xe những người yêu cầu bồi thường cũng phải chứng minh họ đã tới để tham dự sự kiện này và cung cấp biên nhận cho các chi phí trên 107 Mỹ kim. Sau thất bại của Pokemon Go Fest, Niantic cũng hủy bỏ kế hoạch tổ chức sự kiện tại châu Âu. Thay vào đó, hãng đã đưa ra các sự kiện ngày cộng đồng một cách thường xuyên hơn để khuyến khích người chơi tập trung tại các địa điểm trên khắp thế giới để cùng người chơi game và nhận thưởng. Pokemon Go là game do Niantic đã Labs đã phát triển sử dụng công nghệ thực tế ảo, vị trí địa lý thực tế thu hút rất nhiều người chơi. Pokemon Pokemon Go cho đến nay vẫn được xem là một trò chơi thành công với số lượng người chơi rất đông trên toàn thế giới thưa quý vị. Bản án đầu tiên liên hệ vụ điều tra hồ sơ Nga, luật sư Khai Giang Suan bị phạt 20.000 đô la và 30 ngày tù. Tin từ Washington cho biết là con rể của tỷ phú Nga là công dân Hòa Lan, hành nghề luật sư bị xử phạt 30 ngày tù và 20.000 Mỹ Kim vì khai gian với đoàn với uh, ông Mueller về cách liên lạc với đoàn tranh cử của ứng viên Trump. Luật sư Alexander Vanderswan, từng làm việc chặt chẽ với quản đốc tranh cử Manafort, tỏ ý tiết về những việc đã làm. Ông Swan nhận tội hôm 20 tháng 2 khi ông Mueller đẩy mạnh cuộc điều tra về khả năng tòa rập giữa đoàn tranh cử của Trump và viên chức nga. Thưa quý vị, và Swan là trường hợp tuyên án đầu tiên một đối tượng điều tra của đoàn Mueller. Luật sư của bị cáo thỉnh cầu tòa chỉ cưỡng chế tiền phạt để Swan có thể đi London thăm vợ đang khó khăn trong lúc mang thai. Luật sư Swart cho biết là ông Swart đã bị trừng phạt đủ từ khi bị quản thúc tại khách sạn từ tháng 12, 2017, không thể trở lại London, thưa quý vị. Dù rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.